Rồi, chào các bạn. Mới đi bắt bầy gà nữa ra để làm tiếp vaccine đây. Bầy này thì lại đẹp hơn cả bầy trước luôn. Kìa, rất là đẹp. Chân mướt rượt, đứt bóng. Rồi, ngực thì khỏi chê, cực kỳ dày. Các bạn nhìn tay mình đặt đây này, các bạn thấy này. Đó. Bầy này đẹp. Đẹp là gà, nó đều gà. Con nào con đấy mướt rượt rồi các bạn. Là mình nhìn thấy nó khác. Okay. Bầy hồi nãy thì còn có con bị hen. Cái bầy đấy thì đặc biệt là sạch gà. Em đây mới bị sưng phù đầu khỏi này các bạn. Bầy này là mình mới chữa khỏi này. Đó, ok. Mà mình nó xuống này. Đúng ra là xuống 2 ngày trước rồi, nhưng mà do bị gà có hiện tượng sưng phù đầu. Ui, con này tròn mốc rụp luôn. Nên là mình ráng thêm 2 ngày cho hết vaccine kháng sinh thì mình mới xuống. Đó, các bạn thấy không? Ui, bầy gà này cầm con nào cũng thấy đã luôn, như con cúc luôn á. Tròn trùng trục qua luôn. Phân khô. Wow, cái ngực này các bạn này đã luôn á, cái ngực mà nó tròn cỡ này luôn. Bầy nào mà cũng được như thế này thì thành công này các bạn. Gà bóng bóng mướt luôn này, các bạn nhìn thấy cái màu lông nữa. Ui, con đây to quá. Cầu, em này cầu 100% rồi. Thấy khoảng nửa tháng nữa nó trổ mã, lúc đó thì mới chính xác được. Chích bị hụt các bạn ạ. Chích hụt thì nước nó xịt ra là mình nhìn thấy liền nha. Cưng không? Núp rụp. Lên hình đi em. Hơi bị chói đó. Thôi xuống đi bới đây. Đó, các bạn nhìn thấy nước nó xịt ra. Là mình chích bị chặt đấy. Như con cút mà các bạn ơi, ngực rất là tròn. Đít khô ráo. Chân. À, em này chân chưa đổi màu. Chân chưa đổi màu luôn. Con này sau này ra, sau này sẽ khả năng ra chân chì bạc này các bạn. Chân chì bạc hoặc cũng có khi sẽ là chân trắng. Gà tầm đây chưa đổi màu thì là lai xa được nha các bạn. Mình sẽ bắt cho các bạn xem một con gà ép này. Ui, chạy nhanh quá trong cái lồng chút ép này. Chân chì. Các bạn nhìn nha, chân con gà mà nó khỏe mạnh á, chân nó cực kỳ bóng. Các bạn cầm mà cảm giác nó có dầu luôn á, mướt rượt luôn này. Đó. Còn các bạn cầm vào mà thấy nó thô, nó nhám á, là chân con gà đó đang có bệnh trong người. Và các bạn phải theo dõi xem là nó bệnh gì. Chúng ta cần phải theo dõi một số các hiện tượng như là phân, rồi thói quen ăn uống của nó. À, ví dụ như khi mình ra mình cho ăn ấy, nó có đến ăn không, hay là nó đứng rồi nó đứng là nó rụt cắn, hay là nó đứng nó thở, hay là nó đứng nó ngủ. Đó thì tùy theo từng trường hợp mà lúc này chúng ta sẽ kết hợp với phân,
rồi cũng như là biểu hiện ăn uống của nó, mà chúng ta phán đoán xem nó thuộc cái bệnh gì, rồi sau đó chúng ta tiếp tục theo dõi thêm chính xác. Nếu mà cần thiết thì những con bị lặng chúng ta sẽ phải mổ khám nha các bạn. Đấy là cái kinh nghiệm của mình nuôi. Ui con đây như gà công nghiệp luôn các bạn này. Các bạn nhìn cái ngực nó tròn không? Các bạn nuôi gà rừng mà được như thế này thì thành công. Mình thì vẫn chưa thành công các bạn ạ. Chưa thành công là còn mải mê theo nhiều lĩnh vực khác. Đã quá. Y như con cút luôn. Các bạn nhìn nè. Đó. Bầy này đẹp quá. Quá đẹp luôn. Ui, nhưng mà lanh quá cũng mệt. Bắt nó khó quá. Các bạn nhìn cái cắn này. Màu lá khô không bị loang lổ nhiều. Là máu ép. Con gà F1 của mình nó gáy đấy các bạn. Thấy con gà nọc gáy đường không các bạn? Đã. Anh em nuôi gà mà tới đây mà chân nó chưa đổi màu thì cũng không sao đâu anh em. Khoảng nửa tháng tới một tháng nữa là bọn này nó sẽ bắt đầu đổi màu. Tại vì những con gà đây là nó, những con đây là nó F3 này. Các bạn nhìn cánh này. Thành ra là nó sẽ đổi màu chậm hơn so với những con gà F1, F2 thì nó sẽ đổi sớm hơn. Thì cái này cũng có thể là do cái dòng gà đó các bạn. Nhưng mà mình đảm bảo những con này là sau này chân trì hết. Nè con đây nó đang đổi này. Con đây nó đang đổi này các bạn thấy chưa, nó hơi chuyển qua màu xám rồi nè. Màu trắng như vậy thì nó còn đổi màu, chứ nếu mà nó đã ra màu xanh rồi á là thành chân xanh luôn nha các bạn. Đó, ép này. Các bạn thấy chân 10 con như 10 bóng lưỡng. Khi mà nó bị khô chân thì cái cánh, cái lông nó cũng sẽ bị khô theo nha các bạn. Con gà nó thiếu chất. Con này cồ 100% rồi. Nhưng có điều là máu hơi cao. Nhìn cái mặt đây thì sau này cũng sẽ khó thuần đấy. Bé bé mà đã dựng lông rồi. Một em cuối cùng. Cứ phải quay video không có đếm bao nhiêu con nữa rồi. Bảy hồi nãy đếm lại là 20 con. Giờ lẫn hết rồi khỏi đếm luôn. Tầm khoảng 40 con đấy các bạn. Bốn mươi con một chuồng là ok. Từng bị bệnh chứ không phải.
Rồi các bạn xem chuồng mình mới dọn chấu. Đó các em nó đứng ở đằng xa đó. Nó sẽ ra dồn ở một góc và mình sẽ đi ra khỏi chuồng thì một hồi nó sẽ bắt đầu ra nó bơi chấu. Các bạn lưu ý là chúng ta phải chọn những cái ngày trời nắng to thì là to chúng ta xuống gà nha. Tối mình sẽ phải phải trăng đèn cho nó chứ không nếu không có đèn thì nó sẽ bị hô hấp do nó bị chuyển khí hậu các bạn. Chuồng ống của mình nhiệt độ luôn đảm bảo nhưng khi ra đây thì ban đêm trời rất là lạnh nên là chúng ta sẽ phải hỗ trợ bằng cái đèn ống. Đấy là cái kinh nghiệm khi xuống gà của mình. Một là trời nắng, hai là ban đêm phải có đèn ống. Rồi. Chích xong rồi bây giờ đến công đoạn sẽ tập ăn tập uống cho nó. Tại vì lúc trước cái nắng ăn nắng uống nó trong chuồng kia nó khác và nó cũng diện tích nhỏ nên là chúng dễ đi ăn. Còn hiện tại ra cái chuồng đây rộng lớn, nếu mà chúng ta không tập ăn tập uống cho nó thì một số con nó sẽ không ăn đâu. Gà ép nó vậy á, nó sẽ không ăn 1-2 ngày và nếu như gặp thời tiết xấu thì nó sẽ bị bệnh. Thành ra là chúng ta phải tập ăn tập uống cho nó luôn. Rồi mình sẽ đi chuẩn bị để cho gà ăn đây.